Chào các bạn đến với kênh Cuộc Sống Hàng Ngày của Mỹ An nhé. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một món ăn thường được gia đình mình sử dụng nhé, mà nó được rất phổ biến trong cả nước và ngoài nước nha các bạn. Đó là củ khoai lang. Khoai lang là một loại củ rất là ngon và bổ dưỡng. Nó có thể chế biến được rất nhiều món ngon. Tuy nhiên nhiều người lại chưa biết đến được những tác dụng của củ khoai lang đối với sức khỏe nha. Củ khoai lang là một nguồn cung cấp rất nhiều vitamin, khoáng chất. Chính nhờ những cái thành phần dinh dưỡng này ấy, mà củ khoai lang có thể hỗ trợ bạn phòng và chữa nhiều bệnh mãn tính, tăng cường giảm cân, cải thiện làn da và mái tóc. Các bạn cùng mình tìm hiểu về những thành phần dinh dưỡng của khoai lang nhé. Công dụng của khoai lang và những lưu ý khi mình sử dụng cái siêu thực phẩm này để không bỏ lỡ những cái món ngon đầy bổ dưỡng mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta nhé. Khoai lang thì mình đã mua từ chợ về và đã được rửa sạch, chuẩn bị đi luộc. Mình mua những củ khoai lang là khoai lang Nhật nha. Khoai lang thì có rất là nhiều loại nha các bạn. Chắc các bạn cũng biết thì cách mình lựa chọn là mình lựa những cái củ thon thon, to vừa vừa, đều đều nhau thì để nó khi mình luộc nó sẽ có độ chín đều với nhau. Bây giờ mình sẽ nói đến thành phần dinh dưỡng của củ khoai lang nhé. Tác dụng của củ khoai lang phụ thuộc nhiều vào giá trị dinh dưỡng mà củ này nó mang lại. Trong 100g của khoai lang ấy thì nó có chứa hàm lượng đáng kể các chất dinh dưỡng, khoáng chất cùng nhiều vitamin như sau. Canxi thì 38mg, chất xơ 3,3g, năng lượng 90 calo, chất béo 0,15g. Folate hoặc là vitamin B9 là 6mg, sắt 0,69mg, magie 27mg. Các bạn thấy thế nào? Rất là nhiều chất luôn. Còn nữa nha, magie 27mg, mangan thì 0,5mg, vitamin B13, B3 là 1,5mg, phosphor thì 54mg, kali 475mg, đạm 2g, vitamin B2 0,11mg, natri 36mg, kẽm 0,32mg, tinh bột 7,05g, đường 6,5g, vitamin B1 0,11mg. Các bạn thấy thế nào? Rất là nhiều vitamin đúng không? Rất là nhiều dưỡng chất. Vitamin A thì có 961mg. Vitamin B6 thì 0,29mg. Vitamin C thì 19,6mg. Vitamin E 0,71mg. Nó thật sự rất là nhiều tác dụng đúng không? Các cụ nhà mình ngày xưa ăn toàn khoai lang và cơm trắng thì chẳng có sinh ra bệnh gì. Còn bây giờ mình được hưởng thụ rất là nhiều của ngon vật lạ thì lại sinh ra rất nhiều bệnh tật các bạn đúng không? Cho nên khoai lang là một phần thức ăn các bạn nên đưa vào chế độ ăn hàng ngày nhé. Có rất nhiều tác dụng của khoai lang đến với sức khỏe của chúng ta. Thì bây giờ mình sẽ kể đến những cái tác dụng khiến các bạn sẽ ngạc nhiên vì những cái tác dụng này mà các bạn sẽ không ngờ đến nha. Một là nó sẽ ngăn ngừa sự thiếu hụt vitamin A. Vì ở trong khoai lang nó có chứa một lượng beta carotene cao nên khoai lang là một nguồn cung cấp vitamin A tuyệt vời cho cơ thể nha các bạn. Sau khi chúng ta ăn khoai lang ấy thì beta carotene này có trong khoai lang nó sẽ được chuyển đến gan và chuyển thành vitamin. Mỗi phân tử beta này sẽ tạo ra 2 phân tử vitamin A nha các bạn. Cơ thể chúng ta thì cần rất nhiều vitamin A để có thể chống lại các bệnh nhiễm trùng khác nhau và tăng khả năng chống nhiễm trùng về sau nha các bạn. Khoai lang có thể làm giảm căng thẳng vì khoai lang có một lượng magie cao, một khoáng chất quan trọng để cơ thể hoạt động tốt. Ngoài ra magie còn có một công dụng tuyệt vời là giúp giảm lo lắng và căng thẳng nha các bạn. Nếu một người bị thiếu magie ấy, nó có liên quan mật thiết đến nguy cơ rơi vào căng thẳng và trầm cảm và lo lắng cao.
Do đó, việc ăn khoai lang là có thể giúp bổ sung năng lượng magie, hỗ trợ điều trị bệnh trầm cảm và các hành vi liên quan đến việc no nắng, rồi no nắng nó sẽ dẫn đến những cái việc không tốt cho cơ thể của mình, nên các bạn cố gắng ăn khoai lang đều đặn trong chế độ hàng ngày của mình nhé. Thứ ba nữa là nó có thể quản lý được bệnh đái tháo đường các bạn. Việc mình tiêu thụ khoai lang nó sẽ giúp giảm thiểu sự xuất hiện của tình trạng kháng insulin. Cái loại củ này có chỉ số đường huyết cao, có nghĩa là chúng giải phóng đường vào máu rất là chậm so với các loại thực phẩm giàu tinh bột khác nhé. Sự giải phóng ổn định này sẽ giúp kiểm soát được lượng đường ở trong máu của một người. Do đó, lợi ích của củ khoai lang có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu của bệnh nhân đái tháo đường nha các bạn. Ngoài ra thì trong loại củ khoai lang này có magie và hàm lượng chất xơ cao, rất là quan trọng trong việc quản lý và phòng ngừa cái bệnh đái tháo đường. Cái củ khoai lang này nó cũng sẽ giúp các bạn nào mà muốn giảm cân ấy, thì nó sẽ quản lý được cái cân nặng của mình nha. Vì trong khoai lang nó có chứa một lượng chất xơ có thể lên men và hòa tan, nên có thể cung cấp cho cơ thể một chế độ duy trì và điều chỉnh cân nặng một cách tự nhiên nha các bạn. Và các chất xơ như betin không chỉ đem lại hiệu quả trong việc giảm lượng thức ăn mà còn làm tăng hoạt động của các hormone trong cơ thể. Do đó, việc tiêu thụ khoai lang sẽ dẫn đến lượng chất xơ cao hơn, giúp giảm cân rất hiệu quả nha các bạn. Nó còn thúc đẩy hoạt động chống viêm. Một lượng vitamin tốt có trong tính chống viêm tuyệt vời mà khoai lang nó còn có nồng độ choline cao. Choline là một chất dinh dưỡng rất tuyệt vời. Một trong những lợi ích tốt của choline là làm giảm phản ứng viêm của cơ thể, nên dẫn đến tình trạng viêm sẽ ít hơn nha các bạn. Ngoài ra, khoai lang còn chứa anthocyanin, chất quan trọng để ngăn ngừa và giảm viêm trong tế bào ung thư ruột kết nhé, giảm sự tăng sinh tế bào ở một số tế bào ung thư. Do có chứa choline và anthocyanin mà khoai lang trở nên là một thực phẩm thiết yếu trong việc giảm và ngăn ngừa viêm. Còn tuyệt vời hơn nữa là khoai lang có thể giúp tăng cường trí nhớ các bạn. Khoai lang nó chứa cái anthocyanin, một chất có tính chống oxy hóa mạnh. Do đó, công dụng của khoai lang có thể giúp bạn tăng cường trí nhớ hiệu quả. Các bạn cố gắng ăn khoai lang theo chế độ ăn của gia đình nhà mình nha. Khoai lang còn ngăn ngừa và bảo vệ điều trị ung thư như các bạn. Rất tuyệt vời đúng không? Khoai lang tím ấy đặc biệt hiệu quả trong việc chống ung thư. Nhưng mà mình lại rất ít khi ăn khoai lang tím. Khoai lang tím có thể ức chế sự phát triển của bệnh ung thư, cụ thể như ung thư dạ dày, ung thư vú hoặc ung thư ruột kết. Cái nồng độ anthocyanin cao ở trong khoai lang tím là lý do giải thích vì sao cái loại củ này nó có ích trong hoạt động chống ung thư vú và ung thư dạ dày. Chiết xuất từ củ khoai lang tím thì có thể tiêu diệt các tế bào ung thư tuyến tiền liệt, đảm bảo rằng ung thư không lan rộng hoặc phát triển đến bất kỳ các bộ phận nào khác của tuyến tiền liệt nha. Khoai lang còn giúp bảo vệ cái vết loét ấy, tình trạng mà loét xảy ra khi các mô bị viêm bỏng bong và có thể gây rất là đau đớn đấy các bạn. Thì chiết xuất từ củ khoai lang này rất tốt cho việc bảo vệ các mô đường tiêu hóa khỏi những cái vết loét do việc dùng thuốc aspirin gây ra. Vì vậy, khoai lang có thể sử dụng trong việc quản lý và điều trị loét đường tiêu hóa. Nó giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, vì khi trong quá trình oxy hóa diễn ra ấy, trong cơ thể ấy, có thể làm xuất hiện các biến chứng như xơ vữa động mạch, dẫn đến sự phát triển của nhiều bệnh tim mạch các bạn. Cái chất mà chiết xuất từ khoai lang ấy chứa hàm lượng polypenol cao, nó sẽ ngăn chặn quá trình oxy hóa, giúp làm giảm nguy cơ phát triển các bệnh tim mạch. Cái loại củ này nó cũng chứa các chất xơ
hòa tan. Nó có liên quan mật thiết đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Do đó, anthocyanin, chất xơ, polyphenol có trong củ khoai lang này rất hữu ích trong việc chống lại các bệnh tim mạch các bạn. Còn đặc biệt hơn nữa là nó làm cải thiện tóc và làn da nhé các bạn. Thì loại củ này rất là giàu vitamin A và C và E, rất tốt cho da và tóc. Nó còn chứa thuộc tính kháng khuẩn nữa các bạn. Tức là chất chiết xuất từ những củ khoai lang này có chứa đặc tính kháng khuẩn chống lại các vi khuẩn mà gây thương hàn và viêm phổi. Hàm lượng chất xơ trong củ khoai lang nó có thể giúp làm giảm sự phát triển của vi khuẩn trong thực phẩm. Đây là lý do tại sao khoai lang được sử dụng trong phòng ngừa và điều trị các loại nhiễm trùng và các bệnh khác. Đó, cho nên các bạn rất mong các bạn nên để chế độ ăn của mình cho khoai lang cho vào chế độ ăn hàng ngày của mọi người nhé. Nhà mình thì lúc nào mình cũng mua về cho con mình ăn. Khoai lang này rất tốt cho hệ tiêu hóa đấy các bạn. Những người nhiều người biết đến tác dụng của khoai lang này là giúp cải thiện về các vấn đề tiêu hóa của sức khỏe hay là đường ruột, do loại củ này có hàm lượng chất xơ rất là cao. Việc tiêu thụ khoai lang có thể làm tăng lượng chất xơ cần thiết cho cơ thể, giúp quá trình tiêu hóa diễn ra bình thường. Loại củ này cũng rất hữu ích trong việc ngăn ngừa táo bón. Do đó bạn hoàn toàn có thể thêm khoai lang vào thực đơn cho trẻ con nhà mình ăn ấy. Nó có lợi ích rất tuyệt vời nha các bạn. Cho nên con mình nó ít ăn rau, cho nên ăn rau ăn riêng là nó trẻ con nó ít ăn lắm. Cho nên là mình thường xuyên một tuần khoảng 2-3 lần mình mua về cho con mình ăn. Nó cũng nó còn một tác dụng tuyệt vời nữa là tăng khả năng sinh sản nha các bạn. Nhờ lượng vitamin A cao mà khoai lang trở thành một những loại rau tốt nhất cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Nó giúp tăng cường kháng sinh, tăng cường khả năng sinh sản. Thế tuy vậy nhưng mà nhiều người cũng chưa chắc đã biết đến được đâu nha các bạn. Vitamin A trong củ khoai lang ấy đóng vai trò chính trong việc cải thiện hiệu suất sinh sản. Và sự thiếu hụt loại vitamin này có thể dẫn đến vô sinh thứ phát ở người phụ nữ. Khoai lang còn chứa sắt này, một khoáng chất rất tốt trong việc thúc đẩy khả năng sinh sản. Do đó việc tăng lượng sắt và vitamin A từ củ khoai lang có thể giúp tránh nguy cơ vô sinh thứ cấp và giảm nguy cơ vô sinh liên quan đến vấn đề rụng trứng ở phụ nữ nha các bạn. Và khoai lang còn giúp điều hòa huyết áp nha các bạn. Vì khoai lang giàu kali và magie nên việc tiêu thụ khoai lang có thể giúp kiểm soát được huyết áp rất hiệu quả. Magie là một khoáng chất có công dụng giảm huyết áp, do đó giúp ngăn ngừa tình trạng tăng huyết áp hiệu quả. Và còn tuyệt vời hơn nữa là khoai lang nó có thể cải thiện được thị lực cho các bạn. Vì trong khoai lang có rất nhiều vitamin A, nó giúp cải thiện thị lực rất là tốt. Loại vitamin này thì không chỉ rất quan trọng cho sự hình thành các sắc tố khác nhau chịu trách nhiệm cho sự hấp thụ ánh sáng của mắt, mà cũng duy trì cấu trúc thích hợp ở võng mạc nữa. Nếu mà tình trạng thiếu vitamin A ấy, sẽ dẫn đến thị lực kém, cũng có thể là nguyên nhân gây mù lòa. Ngoài ra tình trạng này cũng liên quan đến việc các bệnh về mắt như nét giác mạc khô, giác mạc và viêm kết mạc. Vitamin A, C ăn khoai lang rất tốt phải không các bạn? Rất mong các bạn có thể cho khoai lang vào chế độ ăn hàng ngày nhé. Nhất là những bạn nào mà gia đình có những em nhỏ có bệnh ví dụ như về mắt ấy. Như con mình thì nó bị cận thị cho nên là tuần nào mình cũng cho cháu ăn. Và bây giờ mình sẽ đi luộc khoai lang nhé. Các bạn cùng đi luộc khoai lang với mình nhé. Mình sẽ cho khoai lang vào nồi. Và các bạn nên cho những củ khoai lang to ở dưới và những quả khoai lang nhỏ ở trên, và mình cho ngập nước nha các bạn. Ngập nước ở nồi khoai lang rồi mình luộc nha. Đó. Và mình đã cho
nước vào ngập đủ khoai lang nha các bạn. Các bạn nên nhớ cho một ít muối và cho khoai lang nó đậm đà, nó tăng độ ngọt hơn nhé. Và mình sẽ bật khoai lang để luộc. Và khi các bạn luộc sôi rồi thì các bạn sẽ gạn nước đi và dâm để lại một xíu nước thôi để lượng nước nó đủ chín, nó thoát hơi nước ra củ khoai thì củ khoai ăn sẽ rất là ngon. Và giờ mình sẽ đậy vô khoai này, chờ khoai chín nha các bạn. Và nồi khoai mình đã luộc xong nha các bạn. Các bạn nhớ luộc khoai là khi sôi sôi khoai thì các bạn gạn thật hết nước thì còn ít thôi nhá, để xíu lại mình đun nửa nim rim để cho khoai nó bốc hơi hết những cái nước ở trong củ khoai ấy. Khi mình luộc lên nó chín thì cái độ khoai nó săn chắc mà nó ráo nước nó rất là ngon. Đây củ khoai mình gắp vào đĩa nha, để mời cả nhà nha. Đó. Và chắc là mình xin dừng video ở đây nha. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và nhiều bữa ăn ngon cho gia đình. Và nhớ đừng quên cho khoai vào bữa ăn hàng ngày của mình nha. Chế độ ăn hàng ngày cho khoai sẽ giúp ích cho sức khỏe của mỗi người. Chúc mọi người có một cuộc sống thật tốt, một sức khỏe thật nhiều. Và nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mình nhé. Nhớ bình luận đây, khoai rất là màu rất là đẹp, vàng tươi. Đó. Rồi. Sự ủng hộ của các bạn sẽ là động lực cho mình phát triển những video lần sau. Và mong sự đóng góp của các bạn để cho mình thay đổi và làm những video clip nó tốt hơn, hay hơn.